Anh Fadi Ahmad, người Jordan, đã biến chiếc xe Volkswagen cổ điển màu xanh lá cây của mình thành một quán cà phê di động, đáp ứng với các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 hiện nay. Nắp capo của chiếc xe Beater đã được biến thành nơi đặt máy pha chế các loại đồ uống từ cà phê, các thức uống nóng đến đồ uống thảo mộc. Công việc này thật thú vị. Đôi khi tôi thấy những khách hàng của mình đang đứng chờ sẵn ở đó nếu tôi đến muộn vài phút. Chiếc xe này đã thu hút sự chú ý của tôi và tôi cũng rất thích cà phê. Ý tưởng về việc bán cà phê trên xe ô tô thật sự rất thú vị. Anh ấy cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp, vì thế ngày nào tôi cũng qua đây để mua cà phê.